đường xa tôi đi em đã khắp nơi, xa miền Tây Dương xưa trăng nước còn mộng mơ, nghe tiếng chuông chùa bên dòng Hương Giang lững lờ, bên khu cây đa này còn thắm duyên tình thơ. Nhưng một mùa trôi qua rồi năm xin chào anh em. Tiếp tục một clip ngày hôm nay em gửi đến anh em một số đôi loa Buxell và hai cặp loa toàn giải của Yamaha. Sau đây em xin quay chi tiết cho anh em những cái sản phẩm của ngày hôm nay. Đầu tiên là một bộ dàn mini cao cấp của Pioneer mang mã hiệu là Pioneer HM50, có kèm điều khiển zin của nó luôn. Dàn chạy CD, hiện tại đang chạy CD anh em nhé. USB, có cổng audio in phía trước, cổng phone, và đằng sau có một cổng AUX nữa. Dàn toàn bộ là mặt phay nhôm nguyên khối, đẹp xuất sắc, hàng đầu mạng anh em nhé. Chạy hoàn hảo các chức năng, đẹp đến 99% luôn. Đây là loa zin theo dàn nhé, một bát 13 cm, gân này là gân cao su và một chép đôi phía trên. Anh em chơi qua những cái dòng dàn mini đời cao như này thì chắc chắn là sẽ biết đến những cái em Pioneer này. Và đây là e căng của em nó nhé, đầy đủ và đẹp, chạy hoàn hảo các tính năng. Dàn nhật nội địa 100V, công suất của cái cục máy là 50W, công suất của loa chịu tải lên đến 100W một loa. Tiếp theo trước mặt anh em là hai cặp loa toàn giải bát rất là nhỏ thôi, bát có 9 cm thôi anh em nhé, nhưng mà cái cặp này đánh phòng ngủ thì rất là hay, nó là loa tầm dài. Anh em có thể thấy cái độ sâu của nó, chiều sâu của nó rất là sâu, chiều rộng thì chỉ có tầm 12 cm thôi. Đặc biệt thì em này là loa tầm dài công suất 30W và mắc chịu tải lên đến 90W một loa. Đây, Yamaha BP80, công suất 30W, mắc 90W. Con này thì là đời mới, đời cao, cho nên là nó sản xuất tại Chida anh em nhé. Hai cặp toàn giải Yamaha, và xin báo giá luôn để anh em đỡ mất thời gian. Anh em quan tâm sản phẩm nào thì liên hệ Nam Khánh, số điện thoại 0972 451 489. Anh em xem kênh nhớ ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Nam Khánh, cũng như là để theo dõi các cái mặt hàng loa đài âm ly bên Nam Khánh đăng lên. Đầu tiên thì
Em báo giá luôn anh em cái bộ dàn Pioneer HM50, hàng mạng đẹp full khiển. Bên Nam Khánh đã bán là 3.800.000 đồng, chạy hoàn hảo các chức năng, hình thức như mới 99%. Tất cả là cọc loa bắp chuối anh em. Công suất là 100W một loa HM50. Tất cả các loa là góc cạnh đẹp. Đây là bụi nha anh em nhé. Còn đâu là góc cạnh xuất sắc luôn. Vỏ xi vân gỗ. Và cặp toàn giải Yamaha. Bên Nam Khánh đang bán là 1.500.000 đồng một đôi. Phía bên đây là một em JBL TNX111. Đây, tem của nó đây anh em nhé. Đây là một chép này. Đây một bát 13cm này. Con này thì hàng công Mỹ về thì là 100% mục gân. Loa đã được thay gân. Rất là đẹp. Em này thì chơi những dòng nhạc acoustic rồi là để phòng ngủ thì rất là đẹp và nhỏ gọn. Chiều sâu của nó chỉ có 20cm thôi. Chiều ngang khoảng 18cm. Cao 30cm. Đầy đủ lưới căng anh em nhé. Đây, đầy đủ lưới căng rồi. Đây, đầy đủ lưới căng. Tiếp theo, một cặp loa Pioneer Buxel 11. Mã hiệu của nó là Pioneer S11TX. Công suất 100W một loa. Cấu hình của nó gồm 2 bát 14cm xương găng đúc và một chiếc kèn. Ở giữa cái chép kèn này nó có một cái lưới sắt anh em nhé. Loa thì còn đẹp và đầy đủ lưới căng. Đây, em lấy cho anh em luôn cái xem cái lưới căng của nó. Đó, còn rất là đẹp nhé. Tiếp theo, một cặp loa Buxel có cái cấu hình cũng rất là gấu và cấu hình thì nó cũng giống cái con 11 kia. Em này là em Pioneer HE7. Loa này thì có thể nằm đứng hoặc nằm ngang tùy theo nha. Anh em nào thích đặt kiểu nào thì đặt. Nhưng mà cái bản thân cái chữ của nó là chữ nằm ngang nhá. Gồm hai bát 14 như bên kia và một chép còi titan. Lưới căng ở đây. Hai lưới căng logo đầy đủ. Chữ nó là chữ nằm ngang anh em ạ. Anh em đặt ngang thì đặt, mà đặt đứng thì đặt. Công suất cũng 100W một loa. Con này thì bề rộng nó rộng hơn, rộng 25cm và sâu 25cm. Tiếp theo, một em tay loi. Tên hơi khó đọc tí. STEM 2. Gồm cấu hình 1 bát 16cm. Tép titan. Dòng này thì cũng thương hiệu nổi tiếng của Anh rồi. Em này thì chắc là không cần phải quảng cáo. Giá thì nó cũng ở cái mức tầm bình dân, hơn 4 triệu. Còn đây là một em khủng long của Sony. À, của Satsui. Satsui SP100i. Cặp này thì rất là nặng anh em nhé. Nặng 20kg một loa, tức là 40kg một đôi. Cấu hình gồm một bát 21cm và một chiếc đôm titan. Em này thì chơi nhạc rất là tốt. Tiếng nó rất là đều dài. Đặc biệt là cái phần gân của loa bát là được hãng giấu ở trong, không nhìn thấy. Cặp này thì củ của nó nói chung là nó tỏ cỡ này. Em nó phải tháo hậu ra cho nên là hơi khó tháo. Em sẽ review cho anh em cái củ của nó ở một clip khác. Anh em nào quan tâm thì liên hệ Nam Khánh. Và em xin báo giá cụ thể với anh em những cái mặt hàng nhé. Bộ Pioneer 3.6 triệu, cặp loa Yamaha
1,5 triệu một cặp. Loa JBL TLX 111 2,5 triệu. Cặp Pioler S11 3,8 triệu. Cặp Pioler HS7 3,8 triệu. Cặp Sansui SP100i 4,2 triệu. Cặp này khủng lắm này. Cặp này nặng như con trâu ấy, 40 cân một đôi. Còn cặp Tannoy này thì 4,5 triệu. Anh em có nhu cầu thì liên hệ Nam Khánh, số điện thoại 0972 451 489. Địa chỉ ngã tư Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Có ship hàng toàn quốc và không bao gồm phí ship. Xin cảm ơn anh em đã xem video. Anh em đi qua xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ Nam Khánh, cũng như là để theo dõi các mặt hàng mới về. Xin chân thành cảm ơn.